Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Xây nhà năm nhuận thì có sao không? Đây là thắc mắc mà rất là nhiều gia chủ gửi cho tôi mỗi khi mà năm nhuận tới, tháng nhuận tới. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải lý giải sao về điểm này? Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Hiện nay ở nước ta và một số nước khác trong khu vực Đông Nam Á thì vẫn xuất bản và sử dụng hai loại lịch, đấy là lịch dương lịch và âm lịch. Dương lịch là loại lịch theo mặt trời, có nghĩa là độ dài chu kỳ quay của trái đất xung quanh mặt trời. Còn âm lịch là loại lịch theo mặt trăng, hay là độ dài chu kỳ quay quanh trái đất của mặt trăng. Thì theo lịch âm, một năm thường chỉ có 354 đến 355 ngày thôi, ít hơn ngày dương lịch khoảng 11 ngày. Chính vì thế nên là trung bình mỗi năm sẽ thừa ra 11 ngày, và trung bình 3 năm thì sẽ dôi ra khoảng 30 ngày, và ta quy ước sau 3 năm lại có một tháng nhuận. Điều này thì để tránh cái khoảng cách chênh lệch thời gian quá lớn sau nhiều năm, và đồng thời thì việc tính toán như vậy cũng giúp cho thời gian trở nên cân bằng hơn. Thực ra thì đây cũng là một trong những điểm tính toán lỗi của người xưa, nên là chúng ta đang dùng cái lịch này chỉ là để sửa lỗi thôi. Thời gian chính xác mà trái đất quay quanh mặt trời cũng như là mặt trăng quay quanh trái đất nó khác hẳn so với cả cái cách tính lịch âm lịch dương của chúng ta ngày hôm nay. Và riêng tháng nhuận là khái niệm để chỉ tháng bị thừa ra trong một năm nhất định so với cả bình thường, thì chỉ có trong lịch âm thì mới có tháng nhuận. Và cách tính tháng nhuận cũng rất là đơn giản, cứ sau 3 năm lịch âm thì sẽ có một tháng nhuận, và tháng này sẽ thay đổi tùy theo lịch của năm nhuận. Trong năm 2023 này chính là cái tháng 2 âm lịch là tháng nhuận, chúng ta sẽ có 2 tháng 2. Và có không ít các băn khoăn các bạn gửi về cho tôi xoay quanh việc là có nên làm nhà vào năm nhuận không, tháng nhuận không, đặc biệt 2023 này là nhuận tháng 2. Vậy thì nên xây nhà trong thời gian nào, nên chọn tháng 2 nào để mà xây? Thì như tôi đã chia sẻ ở trên, năm nhuận hay là tháng nhuận về mặt ý nghĩa chỉ mang tính quy ước mà con người đặt ra nhằm tránh cái sự chênh lệch thời gian lớn sau các năm. Vì thế nên là rơi vào năm nhuận, tháng nhuận hay là không chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc động thổ xây nhà. Và thậm chí tiến hành việc động thổ xây nhà vào thời điểm nhuận còn sẽ mang lại chúng ta rất là nhiều lợi ích. Tôi ví dụ cho các bạn như này. Ví dụ là nhuận thì mang ý nghĩa là dôi dư, may mắn. Rất là nhiều quan niệm dân gian cho là từ nhuận trong tháng nhuận là sự dôi ra, sự thừa ra. Vì thế nên là nó biểu hiện cho sự may mắn, sung túc đủ đầy và hứa hẹn mở ra những giai đoạn vận thế mới cho chủ nhân. Và xây nhà trong tháng nhuận không bị gấp gáp về thời gian. Chính vì như có cái tháng nhuận này nên là công việc sẽ được tiến hành tuần tự và bám sát theo tiến độ dễ thông suốt hơn. Tuy nhiên thì động thổ làm nhà vốn vẫn luôn là việc rất là hệ trọng, và để biết việc xây dựng nhà cửa có thuận lợi cát lành hay không thì còn tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nữa. Nên là ngoài việc được tuổi làm nhà phù hợp, được chọn được phương vị, ngày giờ hoàng đạo động thổ nhằm kích hoạt cái địa thế tốt, ta còn cần xét xem trạch vận mảnh đất có thuận hay là không, và cách cục nhà liệu có vướng vào hung sát nào để chúng ta tìm cách hóa giải. Đây đều là các cái điểm chi phối đến thành bại của đại sự này. Và các bạn có thể để lại bình luận dưới clip này thì các bạn đội ngũ trợ lý của tôi sẽ có thể tư vấn cho các bạn về xây nhà trong năm 2023. Và trong những video tiếp theo thì tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn những kiến thức để chúng ta xây nhà trong năm 2023. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.